cái dòng xe mà tải nó lại cao và thùng hàng thì dài mà giá thành thì phải chăng, bảo hành cho quý hàng cực kỳ dài luôn, thì nó có không ta? Thì hôm nay em sẽ lên một cái clip giới thiệu cho quý hàng cái dòng xe ZN900S phiên bản hùng mũi bạc với tải trọng là 9 tấn mốt và hùng dài lọt lòng lên đến là 7 mét cho quý hàng. Và hiện tại giá chưa tới là 750 triệu là quý hàng có thể sổ được xe rồi, lăn bánh hết cho quý hàng luôn, chưa tới 750 triệu. Và động cơ là Cummins, bảo hành cho quý hàng 5 năm cho 150.000 km luôn. Xe thiết kế là cabin vuông và cabin kép, 3 ghế ngồi và 1 giường nằm cho quý hàng. Đây. Thùng hàng dài lọt lòng lên đến là 7 mét và tải trọng của xe là 9 tấn mốt nha quý hàng. Và mở được cho quý hàng là 7 cửa bẩn. Đây, rất là tuyệt vời luôn. Động cơ trang bị cho quý hàng là động cơ Cummins với công nghệ động cơ Cummins của Mỹ và đạt dung tích cực đại lên đến là 170 mã lực nha quý hàng. Và dung tích của xe là gần 3.8 lít. Và từ máy, hộp số và cầu lắp đều là đồng bộ của Mỹ hết nha quý hàng. Chạy cực kỳ êm, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho quý hàng luôn. Tầm khoảng 100 km thì tiêu tốn tầm khoảng 13 14 lít thôi. Và bảo hành cho quý hàng là 5 năm trên 150.000 km và được miễn phí bảo trì bảo dưỡng lần đầu từ khoảng là 3.000 cây. Khi quý hàng chạy 3.000 cây thì chạy lên các hệ thống showroom bên em bảo trì bảo dưỡng miễn phí lần đầu cho quý hàng, hay nhất lọc nhất miễn phí. Ngoài ra thì đối với cái dòng xe ZN900 này sẽ có hỗ trợ cho những quý khách hàng mình đầu tư khởi nghiệp, thì đâu đó tầm khoảng từ 200 triệu thôi, 200 triệu là quý khách hàng có thể sở hữu được xe này, còn lại mình sẽ bên ngân hàng sẽ hỗ trợ mình vay. Thì thủ tục hồ sơ như thế nào? Thủ tục hồ sơ thì quý khách hàng chỉ cần căn cước công dân là lên hồ sơ được rồi. Thì quý khách hàng chỉ cần cọc trước cho bên công ty ô tô Phú Cường bên em tầm khoảng là từ 5 tới 10 triệu để giữ làm cái hợp đồng để gửi qua bên ngân hàng làm hồ sơ bên ngân hàng. Thì đâu đó mất tầm khoảng từ 7 tới 10 ngày là quý khách hàng có thể hoàn thiện các thủ tục xe và nhận xe về tải hàng được rồi. Mọi chi tiết quý khách hàng cứ liên hệ với số điện thoại em để dưới góc màn hình. Em Huy, chuyên viên tư vấn tại công ty ô tô Phú Cường. Hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video lần sau.